Xin chào các bạn nha. Các bạn xem phần 1 của Linh Nhỏ thì Đại Lâm chỉ tóm tắt về bước đầu của Linh Nhỏ là như thế. Bây giờ Đại Lâm sẽ kể cho các bạn nghe những trận đánh đụng độ mà Linh Nhỏ với nhiều cao thủ và Đại Lâm từng chứng kiến Linh Nhỏ nha các bạn. Và những lần vào cầu tre, nói chung là Linh Nhỏ cực kỳ hay. Một kỳ lúc đó là Linh Nhỏ lên rất lên. Và cuối cùng những set banh cầu tre mà Lâm chứng kiến đây, Lâm nói cho các bạn nghe nha, là Linh Nhỏ chấp Apsara và Công Đen tại sân cầu tre các bạn. Và trận chiến hôm đó thì Linh Nhỏ thật sự cái kỳ quá lên nhanh, cực nhanh. Nhưng chơi ăn tiền mà các bạn biết rồi, cáp kèo là cái thứ gì đó quan trọng nhất về ăn tiền nha các bạn. Và Linh Nhỏ chấp Apsara và Công Đen tại cầu tre và chết thảm thiết nha các bạn. Thật sự mà nói chết thảm thiết, vì Linh Nhỏ quá ỷ lại mình hay, cáp những cái kèo quá nặng, giống như tựa Khanh Super ngày xưa thôi, cũng quá hay và rất háo thắng và muốn khẳng định cái đẳng cấp của mình. Cho nên cáp những cái kèo chỉ có chết và chết. Đó là nhược điểm của những thằng bé chưa trưởng thành và háo thắng. Tuy nghề nghiệp của mình, đẳng cấp của mình có thật sự, nhưng đánh bóng chuyền mà các bạn biết là bóng chuyền độ nó khác với bóng chuyền ăn chơi, ăn nước suối nha các bạn. Ăn nước ngọt, nước suối thì nó khác. Còn cái này chơi ăn tiền mà các bạn biết rồi. Thì đâu ai mà dùng cái từ ngu đi, đâu ai mà ngu dại mà vào những cái sân chơi cầu tre hồi đó tới giờ là một trong những cái sân mà nổi tiếng nhất về bóng chuyền độ. Vào đó nói chung là mọi người ai cũng cái đầu người ta già hết. Mình háo thắng thì chỉ có chết và chết thôi đó nè các bạn. Đó là một điều cực kỳ. Và bài học của Khanh Super mà Đại Lâm từng nói cũng vậy. Cực kỳ tài năng, cực kỳ bẩm sinh các môn chơi của banh bóng chuyền, nhưng mà cuối cùng chết và chết tại cầu tre. Và Linh Nhỏ là một trong những thằng bé cũng giống như vậy. Không phải là Linh thua không, mà không phải là Linh thắng không, nhưng mà đa phần gặp những cao thủ như thế thì phần thắng 10 phần mình được có 3 phần người ta 7 phần các bạn. Mà nên nhớ đi các bạn, đi kiếm cơm, nó khác với ăn chơi ăn nước nha các bạn. Cho nên những thằng bé có thể là háo thắng, và các bạn biết rồi, người ta ăn mình, người ta ngồi đó, mình thua thì mình phải muốn gỡ và cáp một lát nữa thì sụp vào họng người ta, thì chỉ có chết và chết. Nhưng mà theo Đại Lâm biết thì Linh Nhỏ cực kỳ máu độ tiền, và Đại Lâm thật sự không biết trong mình Linh Nhỏ có tiền hay là không có tiền, nhưng mà nhiều lần chứng kiến thì Linh Nhỏ chỉ đi cùng một ông bầu gì đó hoặc là bạn bè bầu cho Linh Nhỏ nha các bạn. Đó là những điều mà nhiều người anh em bạn bè và bầu của Linh Nhỏ xa rời Linh Nhỏ là chỗ đó nha các bạn. Đó là điều mà nhược điểm của những thằng bé háo thắng như thế các bạn. Đó là tại sân cầu tre các bạn. Và sau lần đụng độ tại cầu tre chấp Công Đen và Apsara và thua nha các bạn. Và có cái kèo này nữa nè các bạn. Thật sự ở trong cầu tre người ta sợ Linh Nhỏ, cho nên người ta tâm lý người ta thua, chứ không phải là người ta thua Linh Nhỏ các bạn. Và đánh có một set đầu tiên là 1 triệu thôi, là ba người có một cái kỳ cực kỳ cứng, nha các bạn. Ba người mà được 3 kỳ, các bạn nghĩ đi, 3 người mà được 3 kỳ
thì lính nhỏ đường nào sống, nhưng mà người ta đánh có 1 triệu, lính nhỏ xếp đầu tiên, người ta thua, thua vì không phải là người ta sợ sợ linh nhỏ, mà người ta đó là dễ như là câu độ có khác các bạn. 3 người 3 cây, linh nhỏ đầu dò, linh nhỏ đầu dò 3 cái, các bạn thử nghĩ xem nha. Và cuối cùng đánh lại xếp 2, xếp 2 thì đánh lên 2 triệu 3 triệu đó, và binh 3 thắng và linh nhỏ bỏ chạy đó các bạn, đó là bỏ chạy trong cầu tre. Đó là điều cực kỳ quan trọng về cáp kẹo các bạn. Đó là như thế Đại Lâm nói về bóng truyền độ, là cáp kèo là quan trọng nhất. Và những lần ở cầu tre như thế, và Bình Dương thì Đại Lâm chứng kiến linh nhỏ thua chuối 1 cây solo đồng, linh nhỏ thua chuối nha các bạn, thua chuối tại Bình Dương xong. Thôi chuối 1 cây, chuối mà Huy Cháu chấp 1,5 m, 1,3 m, Huy Cháu bỏ xác lại tại Hóc Môn vài tháng trước đó, là 96 triệu đó. Đại Lâm chứng kiến cái trận banh đó là Huy Cháu chấp chuối 1,5 m, 1,3 m, Huy Cháu thua đó các bạn. Linh nhỏ thua chuối tại Bình Dương, linh nhỏ không phục, solo 1 cây đồng với chuối, và hẹn về lại tại sân cầu tre. Và một lần nữa thì linh nhỏ thất thủ trước chuối một lần nữa nha các bạn, một lần nữa là 15-9, 15-10 đó, Đại Lâm chứng kiến nha. Đó là 2 lần gặp nhau khi solo với chuối và linh nhỏ thất thủ hoàn toàn nha các bạn. Và cũng có một cái cặp rất hấp dẫn là linh nhỏ và Cao Sơn China tại cầu tre. Hẹn cái kèo đó là 30 chai các bạn, 30 cây là kỳ 22. Sơn China cùng linh nhỏ, và bên kia là tí ma và chánh. Và tại cầu tre, cuối cùng thì phần thắng nghiêng về tí ma và chánh. Hôm đó tại cầu tre các bạn, là Đại Lâm chứng kiến là 30 chai các bạn, là linh nhỏ và Sơn China thất thủ tại cầu tre. Và nhiều lần nhiều kèo, đủ thứ các kèo, linh nhỏ thật sự là lắm tài. Cái đầu linh nhỏ thật sự không tỉnh táo các bạn, không tỉnh táo chút nào, cho nên thua rồi chỉ có biết gỡ lỗi vào gỡ. Như các bạn biết rồi, người ta nói thì người thắng người ta nói là ếch no khó câu, cho nên người ta ngồi đó cá một lát thì lọt vô cái họng người ta thì người ta táp tiếp. Đó là chuyện, đó là chơi bóng truyền độ mà các bạn biết rồi nha. Đó là những người già dặn kiếm tiền mà gặp những thằng háo thắng nhỏ bé như linh nhỏ, càng muốn gỡ thì chỉ có chết và chết thôi nha các bạn. Đó là nhược điểm của các cao thủ bóng truyền độ. Tuy đẳng cấp thật sự rất tài năng, nhưng mà cuối cùng không kiếm tiền được là do chỗ cáp kèo và cáp kèo. Thật sự mà nói thì trong các thằng bé mà Đại Lâm biết, nói chung là Bảo Xuyên là cũng dân Hòa An chợ mới An Giang, Thanh nhỏ là Dầm Sáng Ghi Dương đi vào kênh 8 của Châu Phú đấy, vào kênh 8 của đó là thuộc Châu Phú hay gì đó nha các bạn, là cũng của Châu Thành hay Châu Phú đó, là của An Giang mình nữa, là An Giang nha. Và Linh nhỏ là cũng gần trong nhà Thanh nhỏ, là cũng của An Giang luôn các bạn, là 3 thằng bé của An Giang. Và chỉ tài nhỏ là Sóc Trăng Long Phú. Và trong các thằng bé nhỏ nhất hiện tại bây giờ linh nhỏ là một trong những thằng bé mà cực kỳ nhanh
cực kỳ nhanh về đầu dò, đầu dò và cây solo. Hiện tại bây giờ nếu mà để làm so sánh về tài nhỏ và linh nhỏ hiện tại bây giờ, tài nhỏ đánh solo 1-1 thì rất tốt nha các bạn. Tài nhỏ cũng có từng chấp linh một thời gian là 1m nha các bạn, 9m, 10m nha các bạn, tài nhỏ chấp linh nhỏ nha. Nhưng còn hiện tại bây giờ, hiện tại bây giờ là linh nhỏ theo Đại Lâm biết là ngang bằng đẳng cấp của tài nhỏ, và sẽ có một hạng đánh lớn xảy ra nhưng mà chưa biết giờ nào thôi nha các bạn. Còn nói về 1-2, 1-2, 1-3 nha, thì tài nhỏ chấp 2, chấp 3 khó ăn, khó ăn nha các bạn. Nhưng mà giống như cái kèo vậy, linh nhỏ 1-2, 1-3 thì linh nhỏ dễ dàng ăn hơn tài. Vì ưu điểm của linh nhỏ, ưu điểm của linh nhỏ là động tác của linh nhỏ hiện tại bây giờ long kỳ, long kỳ Hải Phòng thế nào thì linh nhỏ hiện tại bây giờ y như long kỳ nha các bạn, y như long kỳ như vậy. Đó là động tác của linh nhỏ, giật tán móc đủ thứ các kiểu các bạn, là linh nhỏ. Còn tài chỉ đánh ngang, đánh lỗ nhỏ, tài đánh cảm giác nhỏ cực hay các bạn. Chứ còn mà nói về 1-2-1-3 thì tài không chắc ăn bằng linh nhỏ nha các bạn. Đó là nói về phần linh nhỏ tiến bộ cực nhanh và cực nhanh trong những thằng bé. Hiện tại bây giờ có đôi lúc linh nhỏ nó muốn đầu dò thử thách với Đại Lâm thật sự. Nhưng mà nói chung là nếu mà linh nhỏ thắng Đại Lâm cũng khó khăn, và Đại Lâm thắng linh nhỏ cũng cực kỳ khó khăn. Tại vì Đại Lâm bây giờ thì lớn tuổi rồi, sức khỏe thì không có, nhưng mà đẳng cấp linh nhỏ thì thật sự là nó chưa đạt tới cảnh giới của Đại Lâm như ngày xưa đâu. Nhưng mà sức trẻ và nhanh nhẹn mọi thứ thì linh nhỏ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn Đại Lâm thì độ chuẩn chính xác, nhưng mà bây giờ chậm chạp rồi nghe các bạn. Đó là điều có đôi lúc mà anh em bạn bè muốn Đại Lâm gặp linh nhỏ solo một lần, nhưng mà Đại Lâm là gọi Đại Lâm là sư tổ của linh nhỏ, cho nên thật sự Đại Lâm không có mặn mà, không có mặn mà vì để gặp linh nhỏ một trận chiến như thế nha các bạn. Đó là sự thật trong lòng Đại Lâm, không có máu me nữa, không có mặn mà gì với linh nhỏ nữa. Bây giờ linh nhỏ muốn thắng Đại Lâm gì đó cũng được, bình thường thôi. Đại Lâm không có biện minh biện hộ gì nữa hết. Bây giờ Đại Lâm già rồi, sức khỏe không bằng thôi. Nếu mà thằng bé nó tiến bộ cực nhanh cực tốt thì là cái điều quá tuyệt vời cho bản thân linh nhỏ thôi nha các bạn. Đó là Đại Lâm nói về linh nhỏ vào Cầu Tre và Bình Dương gặp Chuối, những trận đánh lớn như thế. Nhưng mà đa phần chứng kiến thì Đại Lâm chứng kiến thì linh nhỏ thất thủ và thất thủ nha các bạn. Đó là nhược điểm của linh nhỏ, cái đầu không đủ tỉnh táo. Tuy đẳng cấp linh nhỏ cực kỳ hay và xuất sắc, nhưng mà không có đủ tỉnh táo, cho nên chơi độ chết và chết nhiều hơn thắng nha các bạn. Đó là sự thật, sự thật không phải bàn cãi nữa nha các bạn. Xin mời các bạn chờ phần tiếp theo của linh nhỏ nha. Đại Lâm chỉ nói những trận đánh lớn tiếp theo và tiếp theo nữa, và những lần nhỏ sẽ gặp nạn đủ thứ này kia các bạn, và thật sự rất tội nghiệp cho linh nhỏ những cái lần chết thê chết thảm của linh nhỏ từng gặp này các bạn. Hơi chúc các bạn gần Tết rồi không có banh bóng bóng chuyền kèo hẹn kèo gì hết, chỉ nghe Đại Lâm kể về chuyện như thế này cho vui vui. Và qua Tết thì hẹn các bạn gặp lại các kèo hấp dẫn nha các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng nha. Bye bye nha.